phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba, cho tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đóa bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ, đúng tháng 6 âm lịch 2024, bản mệnh Mậu Thân 1968, mùng 1 kêu trời, được trời trả ơn. Có 10 ngày trúng lớn trong tháng 6, nằm chơi cũng có lộc tìm tới, trúng lớn bất ngờ, 100 tỷ cầm tay, trả sạch nợ, cực giàu, cực sướng. Trước khi đi vào phần luận giải, vận trình chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân. Những người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân mang mệnh thổ, đại trạch thổ. Đại trạch thổ, đất nền nhà hay còn gọi là đất cồn bãi, là dạng địa tầng mới kiến tạo, nhờ các yếu tố khác nhau mà hình thành nên nó, thiếu tính ổn định. Khác với những người mệnh thổ khác, đại trạch thổ tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử làm việc. Họ cơ chế linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc, không giống với những người anh em mệnh thổ của họ. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên nên họ yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao, là người thường hướng về ủng hộ. Là dạng đất đai tự nhiên, cũng như bản tính vốn có, những người bệnh này thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh vì chỉ quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời, địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Đại trạch thủ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Để tranh thủ có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Là những người sáng dạ, có tâm và thông minh kiệt xuất. Cũng bởi vì sự thông minh, linh hoạt trong ngôn từ, nội tâm phong phú, đa sầu, đa cảm và thoải mái, nên những người này thường hợp với nghiệp văn chương viết lách. Trong việc xử lý các vấn đề thì họ khá là lanh lẹ và quyết đoán, những khó khăn không bao giờ chùn bước họ, họ luôn tìm được hướng giải quyết ổn thỏa nhất có thể. Về phương diện sức khỏe thì những người này hay có bệnh trong người, nếu không cẩn thận đề phòng tai nạn thì có thể dẫn đến tật nguyền suốt đời. Đối với những ai sinh vào giờ tốt thì tương lai sẽ làm nên cơ nghiệp, trở thành người có chức có quyền, còn không thì cũng được nhiều quý nhân kính trọng. Tuổi này thường muốn làm nên cơ nghiệp phải đi xa, sống ở đất khách mới mong đổi đời. Cuộc đời của những người mang tuổi Mậu Thân thường có mức sống trung bình. Cuộc sống gia đình chồng vợ luôn xảy ra cãi vã, dùng khác nhau, thường hay mâu thuẫn và ít có được hạnh phúc. Về con cái cũng vất vả lắm mới có được, những người tuổi Mậu Thân rất lễ nghĩa, thấu tình, đạt lý, lễ đạo, phải phép, có khả năng ứng nghiệm tâm linh hiện tại và tương lai.
tinh thần học hỏi cầu tiến khá cao, người mẫu thân sẽ an thân cho đến già, nếu xuất gia về với cửa Phật, sống một cuộc đời an nhiên tự tại, để được an hưởng phúc lành khi về già, thì những người này cần hướng thiện và tích đức. Cuộc đời nam giới tuổi mậu thân thường gặp nhiều phiền não và gian truân vào thuở nhỏ. Vấn đề tiền bạc và sự nghiệp sẽ được ổn thỏa khi bước vào thời kỳ trung vận. Về hậu vận thì cuộc sống cũng được an nhàn đôi chút, nhưng tâm trí luôn phiền não, cuộc sống không ổn định ở thời tiền vận. Về phần tài lộc thì thời kỳ trung vận sẽ có kết quả tốt, được an nhàn sung sướng khi bước vào thời kỳ hậu vận. Nam mạng tuổi mậu thân có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc cuối cùng của mình. Nếu sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch, nam mạng mậu thân trong tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nếu như sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch, những người nam mạng mậu thân may mắn nhất có lẽ là những người sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Tình duyên, họ được vẹn toàn yêu ai là cưới người đó được sống một vợ, một chồng, từ đây tới cuối đời, không phải trải qua bất cứ lần gãy đổ nào. Cuộc đời của nữ giới tuổi mậu thân được hưởng nhiều điều sung sướng và tốt đẹp. Tiền vận lại vấp phải nhiều lao đao, ngang trái. Hậu vận nhiều suy nghĩ, lo âu, chỉ được hưởng sung sướng vào thời kỳ trung vận. Nữ giới tuổi mậu thân sở hữu phần gia đạo khá ôn hòa. Tuy nhiên, đường công danh của nữ giới tuổi mậu thân chỉ đạt được ở tầm trung, khó lên cao được. Sự nghiệp của bạn sẽ được chắc chắn vào năm 40 tuổi trở đi. Về vấn đề tiền bạc cũng dồi dào hơn và dư giả hơn cho cuộc sống. Nữ mậu thân có thể phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình nếu sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Tình duyên của nữ mậu thân sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình đối với những ai sinh vào các tháng 1, 2, 5, 10 và 12 âm lịch. Theo tử vi có ghi chép, những người may mắn nhất là nữ mạng mậu thân sinh vào các tháng 3, 6, 7, 8 và 11 âm lịch. Trong chuyện tình duyên, họ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và sống an yên bên một người trọn đời đến khi già. Và sau đây là tổng quan vận trình trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi mậu thân, sinh năm 1968. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi. Năm Giáp Thìn có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Xem tử vi tháng 6, tuổi mậu thân âm lịch, cục diện cát lành trong tháng mới cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với con giáp này. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình. Tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú khỉ, bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm các tinh hữu bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa. Con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Phương diện tình cảm của mậu thân trong tháng 6 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc, bán hợp cục thúc nhân duyên tìm tới. Người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái. Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với mậu thân trong tháng này, cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua, bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn, kẻo va chạm xe cộ, tai nạn, dẫn tới thương tật. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, căn cứ vào tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi mậu thân được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm, toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng này mở ra những cơ hội phát triển, thăng tiến. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này, nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra.
Tháng này, bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh. Cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt. Tuổi Mậu Thân càng thêm hăng say cống hiến, bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái thì bản mệnh cũng rất cầu tiến, ham học hỏi, nên khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường, điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, tháng 6 âm lịch này, vận quý nhân của tuổi Mậu Thân cũng khá vượng. Các tinh hữu bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa, dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả đúng với mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý nhỏ là tháng này có hung tinh Bạch Hổ rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ, tùy thuộc ở mỗi người, rất cần sự thận trọng, chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không vướng vào thị phi, tiểu nhân. Về mặt tài lộc, trong tháng 6 này, tài lộc của tuổi Mậu Thân có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền diễn ra suôn sẻ, nhiều khoản thu vào. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Thời điểm này, thứ tài dồi dào nhất là vào giai đoạn cuối tháng, khi bản mệnh đón không ít tin vui về thu nhập hiện có. Đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả. Người kinh doanh, buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng, hốt bạc từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thể hiện trong tháng 6 âm lịch này. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh, gặp đúng thời đúng người, nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để các mối quan hệ xã giao, thì việc đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc, thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về tình duyên, tử vi tháng mới nhận xét, đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào với tuổi Mậu Thân khi nhân duyên tìm tới. Tháng này là thời điểm lý tưởng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi, có bán hợp thúc đẩy, đào hoa khoe sắc rực rỡ, đặc biệt có lợi với người đang độc thân. Sự xuất hiện của hữu bật cũng mang điềm báo về nhiều mối quan hệ, nhiều đối tượng khác giới, nhờ đó bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng đôi khi cái gì nhiều quá cũng không tốt, việc nhân duyên quá vượng cũng có thể khiến bản mệnh thêm đau đầu vì khó lựa chọn, thậm chí ngày lắm mối, tối nằm không. Vì thế tuổi Mậu Thân nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, gia đạo an yên, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ, nhanh chóng được giải quyết triệt để. Một số cặp vợ chồng cũng có thể đón tin vui về con cái. Về mặt sức khỏe, tháng này có nguyệt lệnh lâm đất bệnh báo hiệu sức khỏe của Mậu Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể mình. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Công việc bận rộn khiến bạn bị cuốn đi, ăn uống, ngủ nghỉ thất thường. Ngoài ra, tháng này Mậu Thân còn chịu ảnh hưởng từ hung tinh Bạch Hổ. Cần chú ý đề phòng bị thương ở chân tay do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Khi tham gia giao thông phải tỉnh táo, giữ khoảng cách an toàn, kẻo sơ suất xảy ra tai nạn dẫn tới thương tật. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuổi Mậu Thân sẽ đón một tuần khá bình yên, không quá nhiều sóng gió, mọi thứ diễn ra đều đều, nằm trong tầm tay của bạn. Có điều, đôi lúc bản mệnh cố chấp xử lý tình huống thiếu nhịp nhàng, thiếu cẩn trọng nên vẫn phạm lỗi nhỏ. Dù sao, đã làm sẽ có sai sót, không sai sót trừ khi mình không dám làm, dám làm dám chịu, đó là cá tính mà ai cũng phải nể phục ở bạn. Tuần này, Thiên Đức Cát Tinh vẫn trợ giúp đắc lực cho phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Thân. Sự nóng nảy cáu bẳn trong bạn được tiết chế rất nhiều,
những suy nghĩ tiêu cực cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những điều lạc quan, thú vị. Bởi thế, bạn chủ động trong các mối quan hệ xã giao, làm gì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ, không lo phải đơn độc một mình. Tỷ thiên là yếu tố có sự biến hóa đa dạng, vừa tới để trợ lực cho bản mệnh, vừa tiềm ẩn hung tinh, nhắc nhở mậu thân phải cẩn trọng với chính mình và những người xung quanh. Sở dĩ nói như vậy là mong muốn bạn dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn, đừng chạy theo những ảo tưởng tình cảm, để rồi vỡ mộng. Tình yêu không thể gượng ép, càng ép càng khó thành. Vì thế, hãy để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, tới lúc cần buông rồi thì hãy buông, níu kéo làm chi cho thêm khổ. Sức khỏe của tuổi mậu thân vốn dĩ khá tốt, đó là nhờ cách ăn uống khoa học và việc chăm chỉ luyện tập thể thao. Tuy nhiên, sang tiết lập hạ, trời nắng nóng khiến cơ thể dễ bị suy nhược, mệt mỏi. Bạn cần bổ sung nhiều nước hơn, hạn chế vận động mạnh và tránh ra ngoài trời nắng vào thời điểm nắng gắt. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số phát tài, 78, 45, 16. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Sang tuần mới, tuổi mậu thân có vận trình cân bằng, hung cát đan xen, có cơ hội, cũng có thử thách, gian nan song hành với may mắn, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực hết mình, ắt có được kết quả tốt. Hãy tự nhủ với chính mình rằng, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn phía trước, dừng lại là mất cơ hội. Được chính ấn nâng đỡ, bản mệnh có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, khẳng định năng lực làm việc trước tập thể. Hơn nữa, tuổi mậu thân tính tình hào phóng, khéo léo trong cách đối nhân xử thế, nên dễ dàng thu phục lòng người, các mối quan hệ xã giao đều hài hòa. Nhưng đời ai học được chữ ngờ, đối thủ vẫn tiếp tục để ý, chỉ cần bạn sơ sẩy một chút sẽ chiếm lại thành quả, không nên lơ là. Tình hình tài chính dần đi vào ổn định, các khoản chi tiêu cũng cân bằng, bản mệnh có thể tích lũy một khoản không nhỏ làm của để dành, phòng khi tình huống cấp bách có xảy ra còn chủ động được. Vận trình tình cảm của tuổi mậu thân không có gì trở ngại, sẽ khó tránh lúc đôi bên gây sự, tranh luận, nhưng xét cho cùng, đó cũng như gia vị thúc đẩy tình yêu thêm thăng hoa. Khi mâu thuẫn được giải quyết là lúc cả hai càng thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Phương diện sức khỏe bình ổn, chú ý uống đủ nước cung cấp cho cơ thể trong ngày trời nắng nóng, đề phòng những bệnh liên quan đến hệ hô hấp như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, vân vân. Sử dụng điều hòa không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các triệu chứng trên, hết sức lưu ý. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, thìn, mùi, tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 78, 20. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. So với tuần trước, chỉ số hung vận trong vận trình của người tuổi mậu thân có giảm nhưng không đáng kể, cát vận vẫn giữ nguyên, nhìn chung bản mệnh có một tuần khá yên ả, không xảy ra những vấn đề nghiêm trọng. Trên cao có tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, tuổi mậu thân dễ dàng xác định phương hướng phấn đấu trong sự nghiệp, đã tới lúc bạn chứng tỏ cho mọi người thấy năng lực thực thụ của mình. Đôi khi khiêm tốn thái quá lại khiến bạn thiếu tự tin, hãy mạnh dạn thể hiện năng lực làm việc, chắc chắn cả tập thể sẽ hoan nghênh và đón nhận những cố gắng của bạn. Sẽ có những kẻ thích thị phi bàn ra tán vào về bạn, nhưng điều đó không quan trọng và bạn cũng không cần phải quan tâm việc ai người ấy làm, khi cần trao đổi công việc thì vẫn xúc tiến như thường. Riêng vấn đề cá nhân, đừng cho mọi người biết quá rõ, kẻo lại thành chính cái bẫy hại mình. Tài lộc trong tuần khá vượng, ngoài thu nhập chính, bạn cũng có thêm khoản thu nhập phụ kha khá. Tuy nhiên, nó cũng chưa thấm vào đâu so với nhu cầu chi tiêu của bạn. Tuổi mậu thân lại tốt bụng, biết vun vén cho gia đình, nên khi có tiền rảnh rỗi là nghĩ ngay tới việc giúp đỡ mọi người, đa phần không tích lũy cho riêng mình được là bao. Gia đình chính là chỗ dựa vững vàng, là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho tuổi mậu thân. Nếu gặp phải khó khăn gì trong cuộc sống, hãy tìm về bên họ để sẻ chia, nỗi buồn khi đã được nói ra, sẽ vơi đi phần nào, đừng giữ im lặng như thế. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, thìn, hợi, tiểu nhân, dậu tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số phát tài, 67, 43, 25. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần của người tuổi mậu thân có biến chuyển tích cực hơn, chỉ số hung vận và cát vận cân bằng, vận trình không có quá nhiều biến động. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải đơn độc nữa, làm việc gì tuổi mậu thân cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh, dù sự giúp đỡ ấy khá nhỏ,
đôi khi chỉ là vài lời động viên, an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi Mậu Thân được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say. Những mâu thuẫn lục đục nội bộ giảm đi trông thấy, bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá vượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy cũng cố gắng gượng, mọi thứ rồi sẽ qua. Phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân giảm sút do hứng chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ hung tinh, bước sang tiết Lập Hạ, tiết trời nắng nóng, dương hỏa vượng, dễ khiến bản mệnh bị nội nhiệt, nóng trong, nhiệt miệng, ăn ngủ không ngon. Bên cạnh đó, vì quá bận rộn với công việc, bạn không có nhiều thời gian cho việc luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, vì thế thể trọng thì tăng mà thể lực lại giảm. Chuyện tình cảm bảo toàn ở mức hài hòa, không quá thăng cấp nhưng cũng không quá sóng gió, áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối rất nhiều tới tình cảm vợ chồng. Đôi khi vì quá mệt mỏi mà cả hai lười chia sẻ, dẫn đến tình trạng hục hặc vì không hiểu nhau. Nhưng một khi bạn lên tiếng giảng hòa, mọi thứ lại đâu vào đó. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Ngọ. Tiểu nhân, Mùi, Tý. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 89, 23, 05. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, con người luôn cố gắng để có được những điều tốt đẹp nhất, nỗ lực cả một đời cũng chỉ mong đổi lấy những tháng ngày nhàn hạ đủ đầy. Nhưng liệu có phải cứ dốc sức thì sẽ thu về trái ngọt, thời gian là hữu hạn và một khi đã trôi qua thì không thể lấy lại. Cách duy nhất để không lãng phí cuộc đời đó là tự quản lý chính mình. Sức người có hạn, chúng ta phải chấp nhận rằng sẽ có những thứ ngoài tầm với của bản thân, nhưng đáng tiếc là một số người lại chạy theo điều xa vời để rồi bỏ quên những thứ tối quan trọng. Dưới đây là 3 điều quan trọng mà mỗi chúng ta phải chú ý tiết kiệm ngay từ sớm để cuộc đời về sau được an nhàn và thoải mái hơn. 1. Con người cần biết giữ năng lượng sống của chính mình, đừng để công việc mưu sinh vắt kiệt nó. Câu chuyện kể về một người đàn ông vừa từ bỏ một công việc đáng mơ ước tại công ty có tiếng để trở về quê nhà. Trước khi đi, một người bạn đã hỏi anh rằng tại sao anh lại rời khỏi vị trí đó, anh đã làm ở đây nhiều năm như vậy rồi, phúc lợi công ty cũng rất tốt. Người đàn ông chia sẻ rằng, quyết định từ trước đến rất tình cờ, khoảng thời gian trước khi anh nộp đơn, anh phải gấp rút làm một dự án. Cả ngày ở công ty làm thêm giờ đến mất ăn mất ngủ, thời gian đó anh rất mệt mỏi, người cũng gầy đi rất nhiều. Đến một hôm, sau khi rời khỏi công ty vào đêm muộn, anh bắt taxi về nhà và do mệt quá nên anh đã ngủ quên. Khi tới nơi, bác tài gọi anh dậy và bằng giọng tâm tình nói với anh. Anh bạn, tuổi còn trẻ như vậy, tốt nhất không nên sử dụng chất cấm. Sau khi nghe câu này hôm đó, trong đầu anh ấy chỉ có một suy nghĩ. Ngày mai tôi phải từ chức, tôi không thể tiếp tục làm nữa. Rõ ràng tiền bạc rất quan trọng, nhưng khi một công việc không chỉ cướp đi thời gian mà còn lấy đi cả giấc ngủ và sức khỏe trong một thời gian dài thì bạn cần phải cẩn thận cân nhắc lại. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất của con người, có sức khỏe là có tất cả. 2. Quản lý tốt và biết chắt chiu đồng tiền ở trong tay của bạn. Một cặp vợ chồng người Mỹ nọ đã may mắn trúng xổ số giải độc đắc với phần thưởng lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Sau khi khấu trừ thuế, họ vẫn còn lại 327 triệu đô la Mỹ. 5 tháng sau, một số phóng viên đến phỏng vấn và thấy rằng họ không giống như đã trúng số độc đắc. Về cuộc sống của họ, dường như không hề có gì thay đổi. Họ vẫn sống trong ngôi nhà cũ trước đây, lái chiếc xe hơi cũ, mua sắm ở siêu thị giá rẻ gần đó, không hề có những chuyến du lịch xa xỉ, xế hộp sang trọng, thậm chí những đồ dùng trong nhà cũng là những loại bình dân, không hơn không kém. Vậy câu hỏi đặt ra là số tiền mà họ đã trúng giải đang ở đâu, họ đã dùng nó với mục đích gì? Cặp đôi đã cười và đáp rằng, chúng tôi đã dùng số tiền đó, thực hiện một số khoản đầu tư và quyên góp cho một số tổ chức từ thiện, giải quyết nạn đói ở trẻ em. Họ thẳng thắn chia sẻ, chúng tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tất nhiên trước đây, chúng tôi đã tính đến sử dụng số tiền đó cho những mục đích tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định đầu tư và làm từ thiện, chúng tôi sợ rằng một khi ham muốn về vật chất bùng lên thì khó mà dập tắt được, cuối cùng nó sẽ nuốt chừng bản thân và khiến chúng tôi mất đi bản tính ban đầu của mình. Sau khi phóng viên đăng tin về cuộc sống của đôi vợ chồng sau khi trúng giải độc đắc, ngay lập tức bài viết đã trở nên nổi tiếng trên mạng vì quyết định của hai vợ chồng nọ. Đứng trước khối tài sản khổng lồ, hiếm ai có được sự tỉnh táo và lý trí như vậy. Hãy luôn nhớ rằng,
Những người có thể kiểm soát hay tiết kiệm tiền trong tay đều có thể dễ dàng kiểm soát cuộc sống của mình. 3. Đừng bao giờ phủ đi lòng tin mà người khác dành cho mình. Hơn 10 năm trước, một người đàn ông trung niên và người bạn của ông cùng nhau khởi nghiệp. Ông rất tin tưởng người bạn này, giao toàn bộ nhà máy và để người bạn đó toàn quyền kiểm tra sổ sách và chất lượng sản xuất. Tuy nhiên, hơn một năm sau, người nhà bàng hoàng khi nghe tin ông phá sản, người bạn làm ăn đã lừa ông và ôm tiền bỏ trốn. Một thời gian sau, công việc của người đàn ông đó vẫn không có khởi sắc, chất lượng sản xuất không đạt tiêu chuẩn, liên tiếp ban đợt hàng bị khách trả lại, hàng tồn đọng, không xoay vòng được dẫn đến phá sản. Người bạn thân đáng tin cậy của ông đã đẩy ông xuống vực thẳm không đáy. Sau sai lầm này, người đàn ông xấu số phải thế chấp tài sản và ô tô, bán hết máy móc, thiết bị để trả tiền công cho công nhân. Sau đó, người ta nghe nói rằng người đàn ông bỏ trốn với tiền đã bị bắt trong một vụ lừa đảo khác, cuối cùng ông ta cũng phải ngồi tù vì những gì mình đã gây ra. Lòng tin con người rất rẻ, mà cũng rất đắt, nếu đủ tin tưởng, con người ta có thể sẵn sàng trao đi niềm tin. Tuy nhiên một khi đã mất, thì dù có cố gắng như thế nào cũng không thể lấy lại được. Do vậy, đừng bao giờ phụ đi lòng tin của người khác dành cho bạn, hãy đối xử tử tế và chân thành với mọi người, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.